SB101TU, giải pháp máy chủ lưu trữ 1U với hiệu suất máy chủ cao nhất và hiệu quả năng lượng được cải thiện. Cấu hình mặt trước của máy là bảng điều khiển, đèn hiển thị LED và hai cổng USB 3.0, 4 khoang ổ đĩa 3.5 inch hoặc 2.5 inch trao đổi nóng với các chuẩn sắc SATA và NVMe. Mặt sau của máy gồm các cổng kết nối bao gồm một cổng RJ45 dành riêng cho quản lý BMC, hai cổng USB 3.0, một cổng VGA DB15 và một cổng COM jack. Mở rộng hiệu quả với hỗ trợ hai khe PCIe Gen 4X16, một cổng OCP 3.0 PCIe Gen 4X16 và hai thẻ M2 nằm bên trong máy. Hiệu suất được tối ưu hóa với bo mạch chủ AIC Tucana, hỗ trợ hai bộ xử lý Intel Xeon thế hệ thứ 3 mở rộng. Xử lý nhanh chóng với 16 khe cắm DIMM DDR4, tích hợp bộ điều khiển quản lý trên bo mạch chủ để quản lý hệ thống và điều khiển bằng IPMI. Hệ thống làm mát hiệu quả và tối ưu được thiết kế với giải pháp nhiệt tối ưu hóa, được trang bị 6 quạt 40x56mm và một quạt 40x28mm dễ dàng thay thế, giúp máy chủ chạy một cách an toàn và trơn tru với hỗ trợ hai bộ nguồn điện dự phòng cấp bạch kim 750W hoặc 1100W. Là một máy chủ phù hợp cho trung tâm dữ liệu đám mây quy mô lớn, phương tiện truyền thông giải trí, mở rộng quy mô, camera giám sát, lưu trữ dữ liệu lạnh. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu quan tâm đến sản phẩm, vui lòng truy cập nhất tiến trung.vn để được tư vấn chi tiết và mua hàng toàn quốc.